con của cô nó đam mê tiếng Anh đấy, nó thích đi tiếng Anh đấy, cho nên là cô chọn trường đây cho em nó học. Một vài năm đầu học cũng chưa được đụng đến cái máy, đúng. Còn trung tâm nghề thì học đến đâu lý thuyết, học một vài tuần đâu là cho thực hành ngay lập tức. Con cô nó học phổ thông tới tốt nghiệp 12 rồi, nó biểu nó không học là học là phải học nữa. Nó thích đi học đến cái nghề thôi. Học nghề thì đương nhiên nó nắm vững hơn, rồi mình ra trường rồi có thể mình đi, mình có bằng là mình đi vô cái xưởng là mình bằng nó dễ hơn. Buổi khai giảng đặc biệt với sự hiện diện của hơn 20 quý phụ huynh đưa con đến nhập học khóa học kỹ thuật viên sửa chữa ô tô toàn diện tại trung tâm VATC. Con chào cô ạ. Dạy cô cho con hỏi là cô tên gì và cô đến từ đâu ạ? Cô tên Bích. Cô đến từ Tuy Hòa, Phú Yên. Cô tên là Ngọ. Cô đến từ Lâm Đồng. Cô là Nguyễn Thị Đào. Cô là từ đâu? Cô ở Bảo Lộc, mình ở An Giang. Tại sao cô lại lựa chọn trung tâm mình là nơi để cho con em gắn bó và học ạ? Thực ra thì năm vừa rồi con cô mới tốt nghiệp 12. Cô cũng là một giáo viên dạy con cô ra trường. Thế nhưng mà con cô cũng đăng ký một số trường theo cái ý thích đầu tiên của cháu. Và nó cũng đã từng đậu đại học và cao đẳng. Cũng là hai cái trường đó cũng được, và rất nhiều bạn bè cũng động viên rằng là cho cháu nó đi học cái trường đó. Nhưng mà cô cũng dạy, cô là một giáo viên dạy, cho nên là không phải rằng là cứ thích là được. Ý của cô là tùy, thứ nhất là mình cũng dạy con mình, mình cũng biết được cái năng lực của nó. Thứ hai nữa là bây giờ công nghệ ô tô là một cái ngành, cô phải nói là một cái ngành VIP bây giờ. Và con của cô á, thì cô dạy nên cô cũng biết năng lực của nó, cho nên không nhất thiết phải học đại học. Cho nên cô đã hướng cho con cô học cái trung tâm VATC sửa chữa, ngành sửa chữa ô tô toàn diện này. Cô chọn ở VATC này là do con của cô nó đam mê cái ngành này, nó thích đi vào cái ngành này, cho nên là cô chọn trường này cho em nó học. Con cô nó học phổ thông tới tốt nghiệp 12 rồi, nó biểu nó không học là học đọc đại học nữa. Nó thích đi học những cái nghề thôi. Cái là mình bắt đầu chọn học nghề rồi. Là nó tìm đâu ở trên mạng, cô cũng hiểu không rõ nữa. Thì nó xin. Thì gia đình cũng là tôn trọng ý kiến của nó thôi. Nghề của nó mà đâu phải nghề của mình đâu. Thấy gia đình khoáng trong cái việc là học nghề ấy. Mình phải để cho nó tự do, nó tự quyết định cuộc đời của nó. Nói chung là mình cũng không biết, con nó coi trên mạng đó, rồi tự cháu chọn. Cái này là mình là cho cháu lựa chọn cái đam mê, cái sở thích của mình đi học nghề, đúng không? Với cái nghề ô tô này thì chị đánh giá như thế nào ạ? Thấy thì nó cũng phát triển, bởi cho nên con nó có ý định đến nào thì mình nó thích thì mình chiều đi. Vậy tại sao là cô lại cho bé học ở trung tâm mình mà lại không cho học ở đại học hay là cao đẳng? Thì bé thích đi học nghề và bé không thích học ở những cái trường mà nó liên quan tới phổ thông nữa. Là thích học thẳng luôn. Học là làm được luôn. Nó thích như vậy á. Vậy cô cho con hỏi là cô có cảm nhận gì khi mà mình đến trung tâm mình, cơ sở vật chất như thế nào á? Thì cô thấy cũng được, cô nhìn qua cô thấy cũng có khéo ngang an toàn, nó cũng hiện đại á. Không nhất thiết phải học đại học ra, bởi vì học đại học ra thì cũng đôi khi rằng là mình học trung tâm nghề là lấy chứng chỉ, nhưng học đại học ra thì lấy cái bằng kỹ sư. Thế nhưng mà một cái bằng đại học và một cái tín chỉ, bằng đại học kỹ sư một tín chỉ, nhưng chưa chắc gì một người học đại học ra đã có được một cái nghề hoặc là một cái công việc ổn định. Thứ hai nữa là nhiều bạn học đại học ra, nhưng cô thấy mấy năm đầu học tới 4 năm, 3 năm rưỡi, 4 năm, có khi 5 năm. Thế nhưng mà các em mới ra trường, cô thấy rằng là một vài năm đầu học cũng chưa được đụng đến cái máy. Đúng. Còn trung tâm nghề thì học đến đâu lý thuyết, học một vài tuần đâu là cho thực hành ngay lập tức. Học là phải làm được. Cho nên là cô cũng rất thích và cô cũng qua tham khảo rất nhiều.
bạn bè của cô rồi các cháu nó đã từng học ở trường này ra. Thế nên là cô hướng cho con cô học. Thực ra đầu tiên nó không thích đâu. Nhưng mà bây giờ thì nó rất là thích, nó không có lòng đam mê. Cô cũng hướng cho con cô và nó đồng ý đi. Thế nên cô đưa cháu đi mấy ngày nay thì cũng ở chơi với cháu mấy ngày nay, hôm nay dự khai giảng đấy. Và cô thấy là trung tâm rất là tuyệt vời, cô thích. À, dạ, à, cho con hỏi là cô cảm nhận như thế nào về cái trung tâm của mình, về cơ sở vật chất như thế nào ạ? Hiện tại thì cô là một phụ huynh của một học viên, cô mới cho cháu nó nhập vào K6 mới đây. Nhưng mà chiều hôm nay 1:30 khai giảng, nhưng cô đến trung tâm với một cái tinh thần rất, cô thấy rất là vui. Bởi vì ở đây cô thấy các nhân viên tiếp đãi phụ huynh cho đến học viên đến nhập học rất là niềm nở, chu đáo, vui vẻ. Cho nên là cô thấy rất là tuyệt vời. Trong thì bây giờ mình thấy bề ngoài thì ok con. Cái này là còn do anh em với mình tán học nữa. Con nói chung về chất lượng học như thế nào thì hai bên kết hợp. Dạ, vừa nhà trường và học sinh. Dạ đúng rồi. Nó kết hợp. Dạ. Mình dẫn cháu lên học á thì mình có một cái mong muốn gì về cái điều của con. Nói chung làm cha mẹ thì mong muốn con mình nó học cái chỗ cho nó thầy cô dạy rất quan tâm và có tâm thì phụ huynh rất mừng. Mà yêu cầu của cô thôi này, cô cũng nói với mày, nhờ với mày thầy là như vậy nha. Ý kiến của cô là ví dụ bây giờ là trong một lớp nó có một thầy chủ nhiệm đúng không? Thì bây giờ trong cái nhóm đó là mình cố tình mình kết bàn Zalo nhóm. Zalo giọt, ví dụ học viên mà đứa nào nó có nghỉ học tại là nhắn tin lên Zalo liền là cái nhóm phụ huynh nó cập nhật liền. Nó coi cho biết con mình ngày nay là trốn học không, không có. Nó cũng quản lý dễ dàng là phổ thông á. Không, thật ra thì bên con á là trong một cái buổi học, mỗi buổi học luôn là bên con đều điểm danh đầu giờ. Và ví dụ như anh em nào mà nghỉ là bên con sẽ báo về đúng rồi, ok. Thứ nhất là bên con sẽ quản lý các bạn ở dưới này, còn gia đình mình ở xa mình cũng tiện biết tình hình dưới này ra sao được, quản lý bạn kể cả việc học tập của các bạn như thế nào luôn. Đó thì quản lý chặt chẽ cái phần đó để giúp cho anh em mình gia đình cũng rất là gia đình đồng và cho anh em có một cái động lực học. Nói chung nhà cô thì cũng ủng hộ nó, cũng đồng viên cho mình, không có là éo hẹp với là mình nói gì đâu. Tương lai cho con cái mình thôi. Vì mình ở xa quá, nói chung cái tuổi này nó cũng ham chơi á, mình cũng không biết được đâu. Thật ra việc học là gia đình lo tới đây là quá ok rồi. Gọi là gia đình đã đưa, gọi là dẫn mình tới đây, cho mình một cái gọi là cái con đường, con thuyền, ví dụ như con thuyền chẳng hạn đi. Thì cái việc chèo hay không bây giờ là ở bản thân các bạn. Đúng rồi. Bên cạnh đó gia đình với trường sẽ hỗ trợ cho bạn kết hợp với nhau để quản lý. Học ở đây thì hồi trước là khó, với em cũng khó, từ lúc đi giờ gấp chương trình học cũng đánh giá rất là khó. Nhưng mà chắc chắn là về cái chất lượng thì bên em cam kết là vấn đề là tốt đấy anh em, về phía học viên mà bên em thì cái chương trình đào tạo nó cực kỳ sát thực tế, nhưng mà học được thì ra ngoài anh em cũng thực sự là tốt đấy anh em. Dạ. Dạ, ngay ở một chỗ là học ở đây chỗ nào cũng được, nhưng mà ngay dạ, các thầy sẽ hỗ trợ nhân viên mình có thể lấy lại nhân hỏi ngay lập tức. Dạ, ngoài cái giờ học ở đây các thầy cũng hỗ trợ cho mình thêm ngoài một phí và nếu như mà các thầy chỉ bảo thì hãy lên đây mà học thêm, chúng ta không có nguy hiểm gì nào mình cảm trải nghiệm chỉ có học cần học rồi. Dạ. Dạ. Thường ra là mình như nhau, nhưng mà anh em nó cố gắng không thể ra ngoài được, không thể được. Nó thực sự là những cái combo nó rất là rộng, rất là chắc chắn anh em sẽ
nhau rất là nhiều, đôi khi có những phần tập tại cái công nghiệp của cái này và làm như ở đây xe cũng không có nhân viên là quan trọng nhau có chung. Hôm nay sẽ có thầy một bạn lớp và hôm nay thì trung tâm sẽ định hướng cho học viên để biết là anh em lựa chọn học cái này đúng hay không, có đúng sở thích hay là không. Trước hết anh em lựa chọn theo được cái con đường này, cứ phải đúng sai đây rồi.